Nói thật chứ từ trước gọi là sống từ 7 đời 7 kiếp rồi á, chưa giờ thấy con thỏ nó nằm ngủ như này luôn các bạn. Seriously, mày nằm vậy luôn á. Gấu. Ok, nó đang ngủ. Ok, hello chào mọi người, mình là Sim Lai Ánh nhá. Và chồng có sợ chào các bạn trở lại video của mình và chào các bạn trở lại video của mình thôi. Ok các bạn, thì như các bạn đọc tiêu đề hôm nay thì hôm nay mình sẽ gọi là đi, nói chung là hôm nay mình sẽ ok, thì như các bạn đọc tiêu đề hôm nay thì mình muốn giới thiệu các bạn bé gấu của mình nè. Chào các chú đi con nè, camera nè đấy. Ok thì như đoạn đầu của video thì mình giới thiệu các bạn về bé gấu nhà mình, thì hôm nay gọi là mấy cái đồ sinh hoạt của bé như là đồ ăn hay là gọi là đồ gì ta, đồ lót tả của con gấu thì mình đã hết mất tiêu rồi đấy. Nên hôm nay mình sẽ quyết định là một ngày làm vlog cho bé gấu và mình sẽ mua một chút đồ đấy. Đó, bé gấu dễ thương dễ sợ luôn, ăn lắm, ăn nhiều lắm các bạn ơi. Thấy các bạn thấy mập như heo không đấy? Như cái video đầu thì mình cho các bạn xem con gấu nó rất là nhỏ nhưng bây giờ nó mập như con heo vậy, dễ sợ thật. Nó ăn còn nhiều hơn mình cơ. Nó thật ấy. Mình không biết là mình với nó có khoảng đổi vị trí gì không ạ. Thì chắc bây giờ mình mới makeup xong, mình làm xong hết trơn rồi. Bây giờ mình sẽ đi mua đồ cho con gấu này. Mình không có đem nó đi được, bởi vì là đem đi người ta đựng nó cũng mệt lắm. Đấy. Thì đi thôi. Gấu ơi, sao mà nhìn mặt mày ghê vậy? Nhìn đẹp đẹp xíu con. Phải có góc 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 đẹp chứ, nhìn cái mặt nó ghê dễ sợ luôn. Trời chim. Thôi chị đi nha. Bye bye. Rồi cho liếm nè. Con gấu của nhà mình rất thích liếm nha các bạn, không hiểu tại sao luôn. Vâng các bạn, đây là một con thỏ ngoài đời nhá. Nó rất là thích, nó gọi là vuốt ve luôn á. Không hiểu sao nó thích liếm vậy ta. Thôi chị đi nha. Bye bye. Bye bye nha. Bye 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 bye. Bye bye. Đụt dễ sợ. Ok, sắt cặp đi thôi. Đây là cặp Myrap của mình. Bye bye. Ok các bạn, thì gọi là nãy mình có ok các bạn, thì bây giờ mình đã lên xe rồi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cùng tới cái chỗ mà mình đi mua gọi là gì ta, đồ cho thú cưng á, mình sẽ đi mua đồ. Ok, hẹn các bạn lúc đấy nha, mình sẽ quay sau vậy. Giờ đi xe chút đã. Ok các bạn, thì đây là cái chỗ mình mua đồ cho con bé gấu nhà mình này. Nhưng mà một cái vấn đề rất là hay đó chính là mình nuôi thỏ nhưng lại vào gọi là shop gọi là như là chó mèo đi mua đồ. Nói chung là nó cũng rất là hợp lý mà, đúng không? Ok các bạn ơi, thì mình đã mua xong đồ nè. Tan, thì sự đồ nó rất là ít luôn, nó chỉ cỡ gọi là 60 ngàn. Mọi người là cái shop đấy á, nó gọi là bán thiếu, gọi là không phải thiếu đồ mà gọi là như ta không có đủ đồ á, nên họ chỉ bán cho mình chừng này thôi. Nó rất là ít luôn. Thì mình đã quyết định sẽ tiếp tục ở siêu thị Maxi để mua thêm đồ cho con gấu ăn, bởi vì nó ăn rất là nhiều. Trời ơi, nó thật nha, tôi chưa thấy con thỏ nó ham ăn như vậy luôn á. Con mưa nhà mình nè, nó ăn nó như thế này, con gấu nhà mình nó sẽ ăn như thế này nè. Nó là thỏ đấy các bạn. Tôi không biết là tôi mua nhầm con thỏ heo hay nó dính ngại heo gì không nữa. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cùng đi lên Maxi mua đồ. Chỗ đẹp chứ kìa. Ok, giờ tôi sẽ đi siêu thị này mọi người. Đấy, rồi cứ đi đi xong cứ ngồi cầm cái camera. À tôi nè. Ok, đây là outfit của mình mặc hôm nay. Tan. Ok, lại đi tiếp. Ui, chói thế. Khổ thật sự. Nói chung là cảnh này tôi không hiểu sao tôi lại cứ quay cái mặt của mình để làm gì không biết nữa. Kiểu như deep girl vậy không? Đấy, ui, ánh nắng chói chang quá. Wow. Rồi đấy, ở bên cạnh mình thì có rất là nhiều ở gì ta, bim bim các kiểu. Rồi lại cười tiếp như con điên. Rồi ok, được rồi. Quay đồ ăn đi, trời ơi à. Rồi đấy, bây giờ đi lấy giỏ nè. Đó. Rồi đi lấy giỏ, rồi đi kiếm đồ ăn nè.
tính ra mình đi cũng khá là sợ. Và đây là đồ ăn của bé thỏ nhà mình và đồ ăn của mình. Con thỏ nhà mình nó rất thích ăn cái đậu này nha, mình cũng không hiểu tại sao luôn á. Rồi đi mua thêm đồ nè, chắc chắn sẽ thiếu đồ luôn. Ok, và sau khi đi kiếm thêm đồ thì mình mua một đống đồ luôn. Ok, giờ đi tính tiền rồi, nhiều đồ quá. Ok các bạn, đang tính tiền vẫn tự sướng được. Ok, cười quay vậy. Ok, mình đã mua xong rồi. Nhưng mà có một cái sự hãm lìn nó đang gọi là gieo rắc trong đầu mình, đó chính là Phong đã nhờ mình đi mua táo nhưng mình lại quên mua. Thế mình phải quyết định chạy vào chỗ đấy thêm một lần nữa và gửi cái món này thêm một lần nữa. Phải chạy vào thêm một lần để mua thêm một quả táo nữa. Mệt thật sự ấy. Rồi lại đi xuống tiếp nè. Khổ nha, quên một quả táo nhưng phải chạy xuống lại thêm một lần nữa đấy. Cạnh này mà chỉ quay cạnh thôi nha. Mình biết là trong Messi là quy định là không được quay, nhưng mà sorry, phá luật chút. Đây có rất nhiều táo. Đó, táo nào cũng rất là tươi và ngon. Đó, đi lựa một đống táo đỏ cho Phong nè. Khổ quá. Hấp dẫn phết. Ok, cái này đi. Tan, xong rồi. Rồi, tính tiền rồi. Rồi, mua xong táo nè. Rồi, đây. Ok, mua xong hết trơn rồi. Đi về. Khổ thật sự ấy. Đi về là đi về thôi. Lô. Rồi, đấy, bây giờ mày đi về nè. Mà cầm hai cái này nặng thật sự ấy. Trời. Mốt một con gấu nó mập như heo chắc mình cũng khổ lắm nhờ. Nói chung là cảnh này tôi chỉ đi về thôi chứ cũng không có gì nhiều đâu ha. Thôi, tôi nói gì thôi đã. Ok các bạn, và mình đã mua xong một đống đồ đây. Tan, và con gấu nó vẫn ngồi đây nè. Hello. Hello. Gấu giận tôi rồi. Ta coi cái này mày có giận tao không? Úi. Thích đúng không? Nè, đoán nè. Rất thích ăn cái này luôn các bạn. Đấy. Đó. Ôi, thằng nhìn mặt đã biết thèm rồi. À. Chết rồi, còn đúng đồ mà tôi chưa lấy nữa. Đây. Đây là đồ của con gấu. Gấu ơi, ra đây chị cho ăn nè. Khổ quá. Đấy các bạn thấy không, cái này sẽ là cái gọi là để phân biệt đồ ăn với nước. Ok, giờ tôi sẽ đổ này ra này. Đó. Tôi rất thích ăn này luôn các bạn. Đấy, thấy chưa? Ăn say mê luôn. Đấy. Tôi biết mà, tôi không biết sao có một con thỏ rất thích ăn đậu nha. Đấy, rất thích ăn luôn. Chỗ này sẽ để nước cho bé gấu ăn này. À, lộn nhầm, uống. Loạn quá. Đấy, ăn ngon dễ sợ nha. Trời ơi, ăn rồi, mất liêm sỉ luôn. Ngon không? Biết ơn tôi đi nha. Biết ơn đi. Ăn như một con lợn. Rồi, và sau khi đã sạch sẽ và nhốt nó vào chuồng. Và đây, đây chính là cái chuồng của nó đấy các bạn. À, vẫn ăn các bạn. Ăn như một con lợn. Đấy. Nếu các bạn hỏi thắc mắc tại sao mình lại để cái block ở đây. Ở đây thì con gấu nhà mình rất thích cái block gọi là đất này, nên mình quyết định để nó ở đây để lâu lâu nó sẽ nhảy lên đây, nó sẽ chơi á. Mình sẽ mở cửa cho nó ra chơi á. Đấy. Đó, ăn rất là say mê. Ăn rất là liêm sĩ. Nhanh. Ok, đây là bé gấu của mình nhá. Và bây giờ sẽ tiết mục 1 phút 30 giây để giới thiệu tủ lạnh của mình. Đó, tiết kiệm tiền. Đấy các bạn thấy không? Thì sắp tới đi chơi thì mình phải tiết kiệm tiền. Đó, đây là tủ lạnh mini của mình. Nó như một cái bãi rác vậy. Đó, thì mình có mua một chút đồ các bạn thấy không? Đó, này là đồ uống cho trẻ con nhưng mình rất thích uống nha. Vì nó uống rất là ngon, thề các bạn luôn. Mình rất là uống cái này nha. Người ta uống lần rồi nhưng mình uống gần cả chục lần mà không thấy chán. Đấy. Ây da. Đấy. Đó, mình sẽ để 3 cái luôn. Đó, tối gì uống thêm. Và mình mua thêm mấy cái KitKat nữa. Đấy, mình hiện sau mình rất thích ăn KitKat nha. Rất là ngon. Đấy. Ây da. KitKat này. Và thêm một đống táo nữa. Táo này mình sẽ ăn lúc sau.
Đó, cái này mình sẽ ăn lúc sau. Và đây là tủ lạnh của mình, ngăn đông của mình. Ok, rồi xong rồi á. Khóa cửa. Tạm biệt. Ok các bạn, thì video của mình như này cho các bạn thấy như nào thì các bạn cũng đừng quên vào động video cho mình biết nha. Và đừng quên hashtag đã xem vào comment số 25 nha. Và các bạn có thấy bé gấu có dễ thương không nè thì cũng đừng quên vào lượt phía dưới luôn nha. Ok, còn bây giờ bye bye mọi người và chúc mọi người một ngày thật là tốt đẹp. Bye bye, à nhau.